mà sẽ giải đáp thắc mắc gì sao mà anh em mà đăng ảnh mà được 100 like và đủ 1.000 con gà mà nó khó, sẽ không nâng cấp nha anh em. Anh em cùng mình đi, đi tìm hiểu, mình cũng mới tìm hiểu ra được nha anh em. Đầu tiên anh em vào vào cái app với bia đi, link đăng ký mình để phần mô tả đó anh em, và link hướng dẫn luôn đó. Ủa link hướng dẫn không nghe nè, mình mới vừa tạo được, mình được số may mắn nè anh em. Thôi bỏ đi, này mình sẽ hướng sẽ giải đáp thắc mắc gì sao mà anh em mà không lên được level anh em. Mình có nhắn tin với một người bạn làm ở bên app với biên anh em. Anh em chờ chút nha. Link đăng ký với mình có gửi một cái tin nhắn về với một người bạn mà được đạt được quay tím á. Mình có hỏi và bạn ấy trả lời nè: chị cảm ơn em, theo công ty đã chốt cập nhật lên level, còn cơ hội hay không thì tùy công ty mới quyết định được, mà sao mình đã tìm hiểu là anh em ơi, anh em đăng cứ mà đăng ảnh cứ tương tác đi, tới đầu tháng bữa muộn, tới bữa muộn 2 tháng 30, muộn 2 tháng 10 anh em là nó sẽ nâng cấp hệ thống anh em. Giờ anh em gắng tìm cách mà đăng cho kiếm một ảnh 100 like và đạt trên 5 người bạn bè đi anh em, là tới đó là mình được cướp tiền anh em. Anh em đi follow app này chơi bình thường, công ty cái app này là cái mạng xã hội rất hay anh em. Nè anh em vô đây nghe nhạc sống, nhạc sống não này cho tăng sức khỏe nè anh em. Này là mình chỉ thông báo cho anh em vậy thôi, chứ mình không có gì nghe. Mong anh em nếu hay thì anh em đăng ký, còn không hay thì anh em bỏ qua. Đây mình vô cùng anh em đi tìm hiểu khách sạn giờ này anh em. Này là gì không biết, mình cũng chưa có tìm mà. Cái này là tora.com gì nè anh em. Thôi đi mình bỏ đi, thôi ra đi để mất thời gian con em, mình thoát ra đi. Nè anh em nào muốn tương tác thì mình thì bấm qua nút tìm kiếm anh em. Nè bấm qua nút tìm kiếm về trang chủ, bấm qua nút tìm kiếm Thanh Sưng. Link hướng dẫn thì mình có để ở dưới anh em, link hướng dẫn đăng ký anh em bấm qua người dùng. Anh em chơi đi, tới bữa mùng 2 là sẽ mùng 2 tháng 10 sẽ nó sẽ nâng cấp hệ thống nha anh em. Giờ hệ thống nó đã chốt rồi, anh em cứ ấy đi. Tới đó mình lên được lên VIP tím, lên cấp 2, cấp 3 lên VIP là mình nhận tiền hàng tháng anh em. Với điều kiện anh em 1 tháng phải được đạt được 4 bức ảnh 1 trên 100 like anh em. Anh em nhớ đi tương tác bình thường anh em, chứ đừng có phá máy gì anh em. Chứ đừng đăng ảnh rồi kia không có tương tác gì hết là cút tiền không có được anh em. Nè anh em Thanh Xuân là mình anh em. Rồi anh em bấm vào. Rồi anh em bấm nút theo dõi nha anh em. Rồi anh em muốn theo dõi như mấy người bạn mình thì anh em bấm vào nút tiếp theo đó. Mình mới đăng được 7 ảnh này nè, 7 like nè. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời thắc mắc cho anh em. Nếu mà cái mạng xã hội này mà anh em mà không chơi nữa thì chơi cái mạng nào nữa, giờ theo mình khuyên á. Nếu có nhiều người rút tiền được rồi mình mới giới thiệu. Mình cũng có inbox với mấy chị mà làm bên ấy đó. Mấy chị có nói trả lời. Like này mình tương tác bình thường rồi.
Nhưng với điều kiện anh em mà chụp ảnh bằng máy camera của Zippy anh em, camera Zippy làm cho anh em coi giờ giao diện mới của nó là như gì nè, có hình con chim yến chứ không có phải chữ Zippy nữa. Anh em có hình con chim yến nè anh em, vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Mình có thông báo với anh em vậy đó, anh em cứ chơi yên tâm mà chơi cái app này đi, tới bữa mùa 2 ấy là nó sẽ cập nhật và nó sẽ nâng cấp cho anh em, giờ tại hệ thống nó đã chốt rồi, anh em cứ chơi bình thường. App này thì nếu mà tuyển ghép thì nói tuyển ghép thì phải hệ thống gì cổ phiếu gì tùm lum hết chứ mình không có, mình chỉ chia sẻ cho anh em, thông báo cho anh em vậy thôi, mình cũng không có chơi cổ phiếu làm gì. Anh em nào muốn kiếm đồng Zippy thì anh em qua trò chơi, anh em vô chơi anh em. Đồng Zippy này mình đổi ra tiền thật, mình rút về thẻ ATM của mình. Vậy xin chào tất cả anh em, chào tạm biệt tất cả anh em. Chúc anh em một ngày được vui vẻ, tạm biệt.